Tham dự giải lần này có 28 vận động viên đến từ Praha và các thành phố khác. Các cầu thủ chia làm 3 hạng A, B, C để thi đấu. Sau một ngày thi đấu quyết liệt, sôi nổi, nhiều kịch tính với chất lượng chuyên môn cao, giải bóng bàn mở rộng Cộng hòa Séc năm 2019 đã thành công tốt đẹp. Kết quả, nhất hạng A thuộc về anh Vũ Duy Tiệp đến từ Praha, nhất hạng B thuộc về anh Trần Đức Lâm đến từ Brazil, nhất hạng C thuộc về anh Nguyễn Nho Tân đến từ Praha. Tối cùng ngày tại nhà hàng Hồ Sen Quán đã diễn ra lễ trao giải và giao lưu giữa các vận động viên.